Anh về rồi à? Chị dâu sao rồi em? Chị vẫn khỏe anh ạ. Đã 3 năm rồi, tuy chị Tường San chưa tỉnh lại, nhưng tình cảm của anh trai mình dành cho chị ấy mãi mãi vẫn không thay đổi. Đại đa số mọi người chỉ kiên nhẫn trong thời gian đầu, nhưng lâu dần, thời gian trôi qua, lòng người cũng sẽ đổi thay. Đây là lần đầu tiên mình thấy có một người đàn ông có thể làm đến mức này cho người phụ nữ mà mình yêu thương. Bây giờ mà em tỉnh lại, chắc là em sẽ trách anh lắm. 3 năm vừa qua, Bảo Linh đã phải ngồi tù, nhưng không đúng tội trạng. Còn công ty của Đức, sau một khoảng thời gian khó khăn, cũng đã có dấu hiệu vực lại được. Thực sự anh rất hận chúng. Nhưng bây giờ, anh chẳng có tâm trí để suy nghĩ đến chuyện đấy nữa. Tường San, anh không muốn em phải nghe những chuyện không vui như vậy. Anh nghĩ là mình có thể vượt qua được, thời gian sẽ làm cho anh nguôi ngoai. Nhưng mà không, mỗi ngày nỗi đau như một nhát dao được đâm vào tim vậy. Thực sự anh rất nhớ em. Bây giờ em cứ nằm nhắm mắt như thế, anh biết phải làm thế nào đây? À, mà em biết gì không? Bây giờ ấy, bác gái, mẹ của em đã đồng ý cho anh hàng ngày qua thăm em rồi. Chắc là mẹ em đã bị khuất phục bởi tình cảm mà anh dành cho em rồi đấy. Tường San, 3 năm trôi qua rồi đấy, em phải tỉnh dậy nhìn anh đi chứ. Bây giờ nhìn em nằm như thế này, anh chỉ biết trách bản thân mình đã không thể bảo vệ được em thôi. Hàng ngày, ngày nào anh cũng nhớ đến em. Điều anh có thể làm bây giờ là trái lòng mình và sống cùng em trong hồi ức thôi. Cậu vừa nói cái gì cơ? 3 năm trước Tường San sống như bốc hơi vì trở thành người thực vật á. Thế còn 3 năm trước, cái tên luật sư mà giải quyết chuyện ly hôn của tôi ấy, sao rồi? Giờ sống hạnh phúc rồi à? Được rồi, cảm ơn thông tin quý giá của cậu nhá. Tôi sự sắp xếp được. Cảm ơn cậu. Bảo Linh có người đứng ra chịu tội thay nên chỉ đi tù có 3 năm thôi. Vì cái tội là chủ phương tiện gây ra tai nạn, hình như cô ta cũng sắp được ra tù rồi. Bây giờ mình cho người đến tiết lộ Bảo Linh rằng Tường San trở thành người thực vật, phải khiến Bảo Linh thù hận đến mức phải muốn Tường San biến mất khỏi thế gian này. Hay. Lần này có con tốt thí mạng rồi. Cái chiêu ném đá giấu tay này ấy, hay đấy. Bảo Linh ơi, cô tới số rồi đấy. Xong rồi ạ. Có chuyện gì? Công ty của chúng ta đột nhiên có rất nhiều người đến để gây rối.
bên trên đang gọi anh về để giải quyết khủng hoảng. Em nghe chuyện này chắc chắn là chồng cũ của chị Tường San gây nên. Thì sao? Công ty của chúng ta có thiếu người đâu. Anh mới nói cái gì đấy? Không phải chứ. Công ty là tất cả tâm huyết của anh mà. Anh thành lập đến nó cũng để cho một vị khách hàng duy nhất, đấy là chị Tường San. Chị mà biết anh như thế này, chị thất vọng lắm. Thương, em đừng nói nữa, đi ra ngoài đi. Em sẽ không nói những điều mà anh chỉ muốn nghe. Em sẽ chỉ nói sự thật thôi. Anh, 3 năm rồi, 3 năm rồi mà anh cứ chìm đắm trong đau khổ như thế này. Đến bao giờ anh mới chịu đối mặt với sự thật đấy hả? Bây giờ người ta còn định bôi nhọ thanh danh của chị Tường San, anh vẫn chịu để yên à? Em nói cái gì? Ai bôi nhọ thanh danh của Tường San? Anh chắc chắn là chồng cũ của chị ấy, là tên Đức. Anh sẽ tới công ty. Thương này, trông chị dâu thật là tốt vào cho anh nhá. Dạ. Tự dưng lại đau bụng thế nhỉ? Tường San, lần này mày sẽ không thoát được khỏi tay tao đâu. Ba năm qua, tao đã phải khổ sở trốn ngục tù, cũng chính là tại vì mày và thằng Minh Long. Chúng mày đã đầy đọa tao, khiến cho tao phải khổ sở như thế này. Tại sao tất cả những thứ đáng nhẽ thuộc về tao mày lại cướp đi hết? Mày có cái gì mà có được trái tim của người tài giỏi như Minh Long? Tao sẽ giết mày! Thương ơi! Em có thấy cái điện thoại? Tường San! Tường San! May mà em không sao. Nếu mà em xảy ra mệnh hệ gì, anh sợ bản thân mình sẽ không chịu nổi mất. Tôi đã định đánh cô thay cho Tường San, nhưng thực sự con người của cô không xứng đáng để tôi chạm tay vào. Một người đã bị chính cô cướp đi tất cả mọi thứ. Cô là người gây ra tai nạn khiến cho Tường San phải thực vật không biết bao giờ mới tỉnh. Cô đã cướp tất cả mọi thứ của cô ấy và đáng lẽ ra cô phải trả giá. Cô đã đi tù về, vậy mà ngày hôm nay cô lại xuất hiện ở đây. Cô định hãm hại Tường San thêm một lần nữa. Cô đúng là cái loại lòng lang dạ sói. Còn tôi nói cho cô biết, cho dù ngày hôm nay Tường San có tỉnh dậy hay không, cho dù Tường San gặp có chuyện gì, tôi cũng sẽ ở bên cạnh bảo vệ Tường San. Cô và Tường San mãi mãi không bao giờ cùng đẳng cấp với nhau đâu. Chị dâu. Chị dâu. Chị. Anh, mau gọi bác sĩ đi. Em muốn thấy chị dâu. Chị khẽ cử động mà. Tường San. Tường San. Minh Long. Em tỉnh rồi sao? Đây là mơ hay thật vậy? Thường, em đánh anh đi. Minh Long, những gì mà anh vừa nói em đều đã nghe hết cả rồi. Thật sự là em cảm ơn anh nhiều lắm. Thời gian qua anh đã luôn ở bên cạnh chăm sóc cho em. Em không biết là có thể dùng cách gì để có thể báo đáp được lại cho anh nữa. Tường San, em thực sự đã quay về với anh rồi sao? Em đã tỉnh dậy rồi à? Anh đang không mơ phải không? Em đã thực sự trở về với thế giới của anh rồi à? Tường San,
Bây giờ em cần phải nghỉ ngơi. Bác sĩ đang trên đường tới rồi. Thời gian này em cần phải điều dưỡng thật là tốt. Sau đó sức khỏe mới quay trở về bình thường được. Vô tích sự! Tôi đã cho người đến công ty thằng Minh Long để gây rối, dùng cái chiêu điệu hổ ly sơn để mà dụ nó đến công ty che giấu tội danh của cô. Khỏi cần cô cảm ơn. Mà này, cái chuyện đơn giản như vậy mà cô không làm được à? Tôi xin lỗi. Bây giờ tôi đang bị người của Long giáo giết truy tìm. Tôi không còn cách nào khác. Bây giờ chỉ còn anh thôi. Anh mới giúp được tôi. Tôi xin lỗi. Hãy giúp tôi. Hãy cho tôi tiền trốn sang nước ngoài. Cho tiền cô á? Giúp cô, cứu cô á? Hết giá trị lợi dụng rồi. Tự làm thì tự chịu đi. Còn bây giờ cô ra khỏi nhà tôi. Hóa ra anh cũng chỉ là thằng hèn, chỉ biết lợi dụng phụ nữ. Nhưng mà anh nghĩ tôi chỉ tay không đến đây rồi tay không ra về à? Bây giờ anh có hai sự lựa chọn. Một là hợp tác với tôi, hai là làm kẻ thù của tôi. Chắc chỉ người ngu như anh ấy mới không làm được cái tích sự gì thôi. Anh nhìn này, với tờ giấy này ấy, tôi hoàn toàn có thể lật đổ cái người mà đã cưỡi trên đầu, trên cổ anh bao nhiêu năm nay đấy. Khoan đã. Cút. Này, cô nắm điểm yếu của thằng Minh Long đúng không? Ra giá đi. Nếu như ok, tôi sẽ hợp tác với cô. Anh đang kể chuyện cười dỗ trẻ con đấy à? Lần này anh là người muốn hợp tác với tôi. Thế nhưng mà tôi thì không. Tôi muốn hợp tác với người thông minh hơn anh cơ. Lần này nếu như mà công ty của anh phá sản thì là do anh. Công ty của anh chứ không phải công ty của tôi. 200, 300, suy nghĩ cho kỹ đi. 500, mức giá cuối cùng rồi, không còn hơn được đâu. Hợp tác vui vẻ. Cô giỏi lắm. Bảo Linh, cô kiếm cái này được ở đâu ra? Có cái này tôi có thể lật đổ được Minh Long rồi. Thương này, chị có thể hỏi em một chuyện được không? Sao thế hả chị dâu? Tại sao anh Long lại đối xử tốt với chị như vậy? Anh ấy lúc nào cũng một lòng một dạ, đối xử tốt với cả chị. Sao lại như vậy? Thế là ông anh ngốc nghếch của em vẫn chưa nói gì với chị à? Chưa, nên là chị mới phải hỏi em chứ. Ông anh trai của em ý thích chị lắm 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 luôn. À mà không, không phải là thích, mà ông ấy rất yêu chị, yêu như là tình thân ý. 8 năm nay ông luôn dằn vặt bản thân mình vì sao năm đó không thổ lộ với chị, để bây giờ bỏ lỡ chị một đời đấy. Hả? Anh Long thích chị á? Tại sao chị lại không biết chuyện này? Anh ấy cũng chưa bao giờ thổ lộ với cả chị cả. Anh thích chị từ lần đầu tiên gặp chị ở quán bar ấy. Lúc đấy chị dạy cho gã đàn ông lăng nhăng một trận, thế là anh cảm nắng chị luôn. Nhưng mà anh ngại nên không dám thổ lộ với chị. Sau đấy lại biết là chị đã có người yêu rồi nên anh quyết tâm đi du học. Thế là coi như hai người lỡ duyên đấy. Xong rồi sao nữa? Sau đấy thì anh có tìm hiểu được là về cuộc hôn nhân của chị không được mấy hạnh phúc. Xong rồi anh đã mở một văn phòng luật và chị chính là vị khách hàng duy nhất. Hóa ra là anh Long đã vì chị mà làm biết bao nhiêu chuyện như vậy. Sau khi giúp chị ly hôn, anh cũng đã đến và xin phép mẹ của chị cho hai người được qua lại với nhau. Nhưng mà hai người không được hạnh phúc bao lâu thì chị lại bị tai nạn. Chị à, nếu mà được thì chị có thể đón nhận tình cảm của anh em được không? Chứ mấy năm nay
Nhìn anh cứ lủi thủi một mình trông tội lắm chị ạ. Anh Long, anh ấy đã đối xử tốt với chị như vậy rồi. 3 năm qua anh ấy cũng hết lòng để mà chăm sóc cho chị. Đương nhiên là tình cảm của chị sẽ phải đáp lại anh ấy chứ. Chị đã nghĩ rồi, Minh Long có vẻ như là một người đàn ông tốt, đáng để cho một người phụ nữ có thể dựa dẫm vào cả đời đấy. Chị nói thật chứ, chị dâu? Tại sao em lại cứ gọi chị là chị dâu vậy? Vì sớm muộn em vẫn luôn coi chị là chị dâu của em mà. Anh Long, anh về rồi đấy ạ? Tường San, xin lỗi em vì chưa được sự đồng ý của em. Tường San này, em đừng suy nghĩ linh tinh. Đây chính là nhẫn cưới của chúng ta đấy. Sau khi bác sĩ biết em bị tai nạn, bác sĩ đã thông báo với anh. Em có nguy cơ trở thành người thực vật và không biết khi nào mới tỉnh được lại. Nhưng thực sự anh vẫn luôn muốn ở bên cạnh em và muốn cầu hôn em. Ngày hôm nay tới đây, anh cũng muốn nói điều đấy. Đây chính là nhẫn cưới của chúng ta đấy. Anh đã dành thời gian lâu cho em như vậy rồi thì đương nhiên là em sẽ đồng ý chứ. Còn giấy đăng ký kết hôn ấy, bao giờ em khỏe lại chúng mình sẽ đi đăng ký kết hôn nhá. Anh chỉ có một mình em là người con gái duy nhất thôi. Em cảm ơn anh. Alo, tôi nghe đây. Sao? Hợp đồng họ bỏ gì? Thế bây giờ họ muốn thế nào? Thôi được, chuẩn bị luôn nhá. Tôi sẽ đi trong đêm nay. Có chuyện gì với anh? Không sao đâu, một chút chuyện nhỏ trong công ty thôi. Tất cả mọi thứ ấy vẫn đang phát triển theo đúng dự tính của anh. Đêm nay ấy, anh sẽ đi đánh một trận lớn. Anh sẽ đuổi tất cả những con sâu bọ đã gây ảnh hưởng đến chúng ta. Tên Đức ấy, mấy năm gần đây hắn ta vẫn nung nấu ý định quay lại với em. Nhưng tuyệt đối anh sẽ không bao giờ đồng ý đâu. Anh sẽ cho hắn ta biết ở trên đỉnh cao và biến mất mọi thứ trong vòng một đêm như thế nào. Nhưng mà anh này, anh nhớ là phải cẩn thận đấy nhá. Tên Đức đấy rất là mưu mô xảo quyệt, em lo lắm. Tường Sang ở nhà ngoan, bây giờ anh phải đi công tác rồi, anh sẽ về sớm thôi. Anh nhớ bảo trọng nhá. Thương, có phải là dạo gần đây anh Long gặp chuyện gì đúng không? Chị không hiểu tại sao mà anh đã đi công tác cả tháng trời rồi cũng không có liên lạc được. Hay là em thử gọi điện cho anh ấy xem. Chị, thật ra anh em đã đi công tác về từ đêm hôm qua rồi ạ. Nhưng mà tình hình có vẻ không mấy khả quan lắm. Chắc thời gian tới anh Đức với cả anh Long sẽ có một trận chiến lớn đấy ạ. Như vậy là sao cơ? Anh Long đã về rồi á? Chẳng nhẽ là anh ấy đang có điều gì giấu chị à? Chuyện là... Anh! Tường San, sao em lại đến đây? Anh nói cho em biết đi, có phải là công ty đang gặp khó khăn gì đúng không?
có tình hình gì không khả quan, sao anh không nói cho em biết? Có phải là anh đang muốn giấu em à? Em cứ bình tĩnh đã. Trong trường hợp này ấy, bắt buộc anh phải làm như vậy. Em có hiểu không? Vì sao hả anh? Em bình tĩnh đã. Hiện tại anh đang đóng kịch để cho Đức và Bảo Linh. Chúng càng lả lơ thì cơ hội thành công của anh càng cao. Em đã nghe Thương kể lại, trong vòng một tháng vừa qua, Đức đã dành một số tiền rất là lớn để mua lại cổ phần của công ty. Bây giờ hắn ta là cổ đông đứng thứ hai, chỉ có đứng sau anh thôi. Hắn ta đã có 22% cổ phần rồi. Bây giờ anh tính thế nào đây? Chuyện này thì anh biết. Anh Long này, không phải em là một người hàm vinh hoa phú quý gì đâu, nhưng mà công ty này anh đã dành rất nhiều tâm huyết. Bây giờ nếu như nó lỡ rơi vào tay người khác ấy, thì anh nghĩ là em cũng sẽ không cam lòng. Anh không ngờ là bây giờ em đã biết suy nghĩ cho anh rồi đấy. Em hãy nhìn vào thứ này đi, rồi em sẽ hiểu lý do vì sao anh có thể mang chiến thắng về cho em. Trò hay như thế, thế mà anh không kể với em ngay từ đầu à? Chết rồi, chủ tịch ơi. Sao đấy? Ui, chủ tịch ơi, có chuyện gấp rồi ạ. Tất cả các cổ đông của công ty mình đang đồng loạt xin nghỉ với lý do là không hài lòng với cách làm việc của anh. Anh ơi, em bảo, tình hình này em nghĩ là cái tên Minh Long kia đang cài người vào trong công ty của chúng ta đấy. Nghỉ lắm. Tôi biết ngay kiểu gì mà chúng cũng giở trò mà. Bảo Linh đâu? Liên hệ với cô ta. Vụ này cô ta trực tiếp chịu trách nhiệm đấy. Sao? Anh ơi, tình hình là Bảo Linh cũng xin nghỉ. Cái gì cơ? Sao không liên lạc được? Trong công ty bây giờ loạn hết cả lên. Bên ngoài thì bị tên Minh Long giở trò. Này, chẳng nghe tôi bị vá sản dưới tay cậu ta hả? Chủ tịch ơi, em nghĩ là anh cứ bình tĩnh. Em lại vừa nghĩ ra cái cách này. Đấy là mình cứ bán tháo tất cả cổ phần công ty về giá thấp đi. Như thế thì công ty sẽ phải chịu tổn thất nặng nề. Nhưng mà chỉ có cách đấy thôi thì tên Minh Long người ta chúng ta được anh ạ. Mà như thế có khi là mình vẫn bảo vệ được công ty. Chuyện này là chuyện nội bộ công ty, miễn sao đừng để cổ đông rời đi là được. Vâng, để em xin phép. Ui, chủ tịch ơi. Sao đấy? Tất cả những cái hạng mục mình đầu tư vào, bình thường giá cổ phiếu đang tăng rất là mạnh, nhưng mà bây giờ lại giảm một cách chóng mặt. Mất hết rồi. Cứ tình hình như này, chỉ cần sau một đêm thôi thì tất cả cổ phiếu, cổ đông công ty chúng ta rời đi hết. Ui, thế là chỉ cần qua đêm nay thôi là công ty mình phá sản rồi anh. Ôi, thế bây giờ phải làm nào ạ? Ôi. Thành công rồi anh ơi. Như thế là toàn bộ số cổ phần mà Đức đã mua bây giờ nó đang bị thụt giảm mạnh, dẫn đến hậu quả nặng nề. Đồng thời là tất cả cổ đông cũng đồng loạt rút ra. Đồng thời là Đức cũng phải bán toàn bộ số cổ phần mà đã mua được từ công ty FVM. Với cả, hắn ta cũng phải rời khỏi vị trí của hội đồng quản trị. Nếu như dựa vào cái thời cơ này, anh mà mua lại số cổ phần đấy, như thế là anh đã có 53% cổ phần công ty FVM rồi. Em phải tin tưởng chồng của em chứ. Nhờ thành công lần này, chắc là anh phải cảm ơn Bảo Linh đấy. Làm sao mà anh có thể mua chủ được cô ta vậy? Với những kẻ hèn hạ như cô ta ấy, anh chỉ cần dọa nàng một chút là cô ta sợ ngay mà. Anh Lê!
Minh Long. Anh. Cô được ra tù sớm là bởi vì nhân chứng duy nhất bị thực vật. Cô bị xử không đúng tội phải không? Minh Long, tôi xin lỗi. Tôi biết tôi sai rồi. Bây giờ anh muốn tôi làm gì cũng được. Anh muốn tôi quỳ xuống xin lỗi Tường San cũng được. Chỉ cần đừng đưa tôi lại chỗ này. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng. Chỉ cần cô làm thay tôi chuyện này. Chuyện gì? Chuyện gì tôi cũng sẽ làm. Trừ phạm pháp. Việc cô cần làm, làm cho Đức phải tin vào hợp đồng lần này. Hơn nữa, cô phải làm cho anh ta ấy dốc toàn bộ vốn lưu động vào dự án lần này. Cô nên nhớ này, chỉ có thành công, không có thất bại, tôi sẽ không cho cô cơ hội lần hai đâu. Công nhận là anh cao tay thật đấy. Nếu mà xét về mưu trí, chắc là cái tên Đức kia ấy còn lâu mới có thể đuổi kịp theo anh mất. Như thế là bây giờ anh đã nắm trong tay 53% cổ phần. Vậy thì cái vị trí chủ tịch của công ty FVM anh lại càng ngồi vững vàng hơn rồi. 53% cổ phần đấy chính là của em đấy. Đó là món quà của Hồi Môn anh muốn dành tặng cho em. Tường San này, qua bao nhiêu khó khăn ấy, người đồng hành và đi bên cạnh anh vẫn chỉ là em thôi. Ước nguyện lớn nhất của anh đấy chính là có em ở bên cạnh. Và anh đã có được điều đấy. Anh thật may mắn rằng khi đã có em đến bên đời anh, cho anh biết thế nào là cảm giác yêu. Và thời điểm hiện tại này, anh ước rằng em sẽ ở bên cạnh anh, và đời đời kiếp kiếp này cũng như vậy. Tường San, em là vợ anh nhé. Em đồng ý.